thân nha, quý ông bà cô chú anh chị. Quá xá luôn. Nước quá trời nước rồi. Vậy là nước rút chưa vậy mấy ông? Dạ. Dạ đang rút. Dạ. Dạ trên bờ chưa rút. Dạ. Trong hẻm này rồi của chú anh chị. Từ giờ nước ngầm nhiều anh. Đây là những con hẻm trong này của chú anh chị. Hẻm chỗ đường mậu thân của chú anh chị. Quá trời luôn. Nhà cũng che trắng hết trơn của chú. Đó, dài dài phía trong đó cô chú. Đó. Các tiếng hẻm ha. Nhà trên. Buổi sáng cô chú anh chị, buổi sáng ha. Quá trời luôn. Quá luôn cô chú ơi, dữ lắm rồi. Những cái trụ điện này nói chung là nước này mình cũng không đến gần, không dám đến gần cô chú anh chị, cũng khá là nguy hiểm ha. Ở đây là cũng là buổi sáng đó cô chú, nên dòng xe đi cũng đỡ các học sinh đó đến trường. Cô chú anh chị là chỗ tuyến đường Mậu Thân cô chú anh chị. Chỗ cầu gạch ngõng xuống đó cô chú anh chị.
Quá trời luôn. Nghe các chú các anh nói là nước đã rút khá nhiều đó, chú về rút hơn một tiếng đồng hồ đó mà chưa thấy xi nhê. Bà con cô bác anh chị nào cũng tránh tránh ra cái chỗ này ha, thấy có cái trụ điện á cũng nguy hiểm. Thì chỗ cầu Gạch Ngỗng đó quý ông bà, rồi mình đi tiếp một số tuyến đường nha quý ông bà, xin mời. Quá xa buổi sáng của chúng chị. Hiện tại thì nước đã rút nhiều đó quý ông bà cô chú anh chị. Giờ nước đá ha. Nước cẩn thận nha anh. Chúc sức khỏe của chú anh chị và cho một like video để ủng hộ kênh. Cảm ơn và cảm ơn cô chú anh chị luôn.